bên em. Trong video hôm nay thì em sẽ chia sẻ với mọi người những loại thuốc chuyên về diệt con rít. Con rít hay còn gọi là con rớt, ở miền Bắc thì người ta gọi là rớt, còn miền Trung hoặc là miền Nam thì người ta gọi là con rít đó mọi người. Nó có hình dạng dài và có rất là nhiều chân màu nâu đỏ, thường xuyên xuất hiện ở trong cống rãnh toilet, ở trong tủ quần áo hoặc là những khu vực mà xó xỉnh ẩm thấp á, rất là nhiều. Ở thành phố hay là ở nông thôn đều nhiều nha mọi người. Trong sáng hôm nay thì em có gặp trường hợp là con rít nó chui vô tủ quần áo, và khi mà mở tủ ra thì thấy là hết hồn luôn, nhảy tá lả tung tinh luôn. Thì em nghĩ là những chị em phụ nữ như em hoặc là những ai mà sợ rít giống em á, thì mình nên có những cái loại thuốc chuyên về diệt rít để mình xịt. Thứ nhất nữa là nó an toàn, thứ hai nữa là nó không có gây độc. Tại vì mọi người cũng biết là con rít là nó rất là độc. Khi mà nó cắn á, là cái chỗ mà mọi người bị cắn á, nó sẽ nhức, đau nhức và sưng tấy lên. Sưng tấy nó đỏ đỏ luôn á mọi người. Thì khi mà mọi người gặp trường hợp mà sưng tấy hoặc là nhức đầu buồn nôn thì mọi người nên là rửa cái khu vực mà bị rít cắn trước. Chúng ta rửa bằng xà phòng sạch, lau khô đi, rồi bắt đầu chúng ta cho một chút xíu dầu gió, chúng ta xoa dịu vết thương, hoặc là chúng ta dùng đá lạnh đó mọi người, chúng ta quấn vào cái khăn và chúng ta chườm để cho nó dịu cái vết thương. Trường hợp nào mà nặng thì mọi người có thể đến cơ sở y tế để người ta hỗ trợ làm lành vết thương cho mình nha mọi người. Nhớ là mọi người không được để lâu trong cái trường hợp mà nhức đầu buồn nôn nha. Tại vì là có những trường hợp bị rít cắn rất là nguy hiểm ạ. Thì trong cái video hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người những loại thuốc mà bên em thường xuyên cung cấp, và nó rất là hiệu quả, an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt là khi mà mình sử dụng trong gia đình, nhà ở của mình á, là nó không có gây cảm giác khó chịu, rất là an toàn và đặc biệt là hiệu quả nữa mọi người. Thì bên em chuyên cung cấp những loại như là Fendona của Thụy Sĩ, hãng của Bát Đức nha mọi người, hoặc là Betmethasone 50EC, xuất xứ Ấn Độ và được công ty hợp trí đóng chai vào phân phối, hoặc là Mát Betmethin, sản phẩm của Anh Quốc nữa mọi người. Những sản phẩm mà em giới thiệu đây á, là nó rất là hiệu quả và được Bộ Y tế cấp phép luôn. Bên em mà phân phối ra bên ngoài, những sản phẩm nào là đều được đăng ký của Bộ Y tế cấp phép ra lưu hành ra bên ngoài, nên là mọi người sử dụng rất là yên tâm. Đối với trường hợp sử dụng thì mọi người cứ pha khoảng 8 lít nước và mình xịt kỹ những khu vực cống rãnh. Ví dụ trường hợp xịt rít á, thì khi mà buổi tối mình không có sử dụng toilet nữa, mình đi ngủ á, thì mình có thể xịt thuốc. Rồi tại vì cái lúc đó là nước không có dỗ xuống cống nữa, nên là mình xịt thuốc vào cống á. Sáng hôm sau mọi người thấy là rít nó chết rất là nhiều. Và những loại thuốc mà em giới thiệu á, là nó ngoài diệt rít ra thì nó diệt được tất cả các loại côn trùng trong nhà mình luôn. Chẳng hạn như là ruồi, mũi, kiến, gián nè, bọ chét nè, ve rận nữa, mạt, rệp nữa, nó rất là hiệu quả luôn. Nên là một loại thuốc nhưng đa công dụng. Thì thường thì những hộ gia đình người ta hay sử dụng là một năm mình xịt khoảng 1 đến 2 lần, diệt những cái con côn trùng độc hại trong nhà mình á, rất là hiệu quả và an toàn nữa. Nên là mọi người có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên công ty em ở địa chỉ là 153/79 Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để mua hàng, hoặc có thể alo trực tiếp với em thì em sẽ hỗ trợ ship hàng toàn quốc, em gửi bưu điện mọi người nhận hàng và thanh toán nha. Rồi em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video này, rất mong mọi người đăng ký kênh của bên em để cập nhật những video hữu ích về diệt mối và côn trùng. Em xin chào và hẹn mọi người ở những video lần sau ạ.